Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Ayutthaya năm 1972. Nè mấy đứa nhỏ, đợi có chạy coi. Bắt hắn lại, bắt hắn lại giùm tao. Ai bắt được hắn, tao sẽ thưởng nhiều tiền. Cái thằng này mày gạt tao. Nè, biết là bị gạt nhưng vẫn tiếp tục chơi thâu đêm. Đúng là thất bại đau đớn. Thua thì chấp nhận thua đi nha. Đừng có đổ lỗi cho tôi vậy chứ. Thua con khỉ. Thằng ngoại tỉnh thì đừng có ở đây mà nhiều chuyện. Hắn không chỉ lừa anh á, hắn còn chơi vợ qua nữa kìa. Đúng rồi, thật là đổ bể của người ta. Trời ơi, tức quá mà. Đánh nhau dữ lắm. Nè, của tôi. Thôi đi mà. Như siết vậy rồi. Trời ơi, dễ sợ vậy. Làm cái gì mà nãy giờ? Có sao không? Có sao không? Cô không sao chứ? Ôi, còn dám cầm tay vợ tao còn nháy mắt nữa kìa. Nè, trời ơi, theo em thấy cậu ấy chắc chắn không phải người ở đây, vì cậu ấy đẹp trai hơn người ở đây nhiều. Trời ơi, đi thôi. Nè nha, hắn ta đẹp trai nhưng mà là du côn á, hay là muốn lấy hắn hả? Nếu muốn thì đi theo hắn luôn đi. Mạnh miệng quá ta. Nếu một ngày nào đó em đi thì anh sẽ khóc, nước mắt chảy dài thành sông luôn đó. Nói gì đúng rồi vậy. Dạ xin lỗi. Nước dừa ngọt lắm đó cô. Nè, cô thử tôi lấy cho cái ngon nha. Lấy tôi bỏ rau đi. Dạ. Rồi, tính tiền đây, đây tôi lựa giùm cho. Mua đồ đi cô ơi, đồ hôm nay tươi ngon lắm. Cơm cà ri đến rồi đây. Cà ri bò, cà ri gà rừng, loại nào cũng có bán hết. Cà ri đến rồi đây. Mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú ơi. Tôi lấy thịt ngon cho. Dạ, cơm cà ri đến rồi đây. Dạ. Cho con thấy công hành đi nha. Chờ em một chút là sẽ có cơm ngay. Chờ em phải xuống chỗ bán chút đã nha. Có cà ri gà rừng, cà ri bò, cà ri đậm với thịt heo và thịt ớt xào. Từ từ nha, ai cũng có phần hết. Cứ từ từ. Đừng qua tôi. Tránh từ từ nha. Tránh qua bên kia. Đi tôi đi. Đi 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 đi. Gì vậy? Gì vậy? Làm dữ. Bà chủ ơi. Anh đu xin trái tim của em có được không vậy? Anh đu buông tôi ra. Tôi đang bán hàng. Anh say thì tránh ra đi. Ôi, ghét quá à. Em trả lời anh trước đi đã. Hãy nói yêu anh và đồng ý làm vợ của anh đi em kêu. Anh đu, anh hãy tránh ra đi. Nếu như anh không tránh thì tôi sẽ đuổi anh như đuổi chó đó. Em muốn đuổi anh đi sao hả kêu? Anh chấp nhận xuống nước lấy loại gái như em làm vợ thì đã là phước của em rồi đó kêu à. Nè anh, phước của tôi chính là được tát vào cái miệng chó của anh đó. Mau biến đi. Đừng có mà làm giá nghe kêu à. Chấp nhận đi kêu. Ôi cái gì kỳ cục vậy? Ban ngày ban mặt. Mặt của tao. Hôm nay nếu như tao không lấy được mày làm vợ thì đừng gọi tao là đu nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm vợ của anh đâu. Anh đu qua đây. Qua đây. Trời ơi, sao đánh nhau mà xíu vô đó. Ba tao là chủ cái chợ đây, nhớ chưa? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thiệt tình.
Giữa đường giữa sáng kỳ cục quá chừng. Trời ơi, không được bắt nạt phụ nữ nghe chưa? May quá có người vô can. Mày là cái thằng nào? Em gái có sao không vậy? Đánh cho chừa cái thói đi. Dạ em không sao. Hay quá, phải vậy mới được chứ. Đánh cho chừa. Ôi hay lắm. Đây đó đây. Đánh cho chừa cái thằng đó. Đánh cho chừa cái thói. Cái thằng đó đi. Khó ưa rồi. Đi đâu hả? Đánh cho nó sợ đi. Nè em gái, đi đâu vậy hả? Bỏ xuống. Ôi à. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi chết đi. Ôi ôi. Em cãi anh hết đi. Ôi chó mày chết. Đánh hiếp người khác. Đánh cho nó vô. Đúng rồi. Vừa lắm. Xíu luôn rồi kìa. Em gái. Dám đánh tao à? Ủa? Em gái. Em gái. Em gái. Khoan đã. Em gái. Nè. Khoan đã. Dừng lại. Nè. Dừng. Gì chạy nhanh dữ vậy? Anh không làm gì em đâu mà. Cảm ơn vì lúc nãy anh đã cứu tôi. Nhưng mà tôi không có gì để đền ơn anh hết. Cơm cà ri cũng được. Bị đổ hết luôn rồi. Nè, nhiều đây cũng đủ rồi. Nè, cho anh dĩa đi. Được rồi ha. Ngồi đây luôn à. Quá đã. Nè, anh định ăn ở đây thật luôn sao? Ừ, đây luôn. Ngày nào trời cũng đẹp vậy hả? Không trả lời luôn. Cảm ơn nha. Tự em nấu hả? Bộ anh nhịn đói mấy năm rồi hay sao mà ăn nhanh dữ vậy hả? Cẩn thận, nghẹn bây giờ. Anh ăn chậm chậm cũng được mà. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Để tôi lấy nước cho. Nè. Cảm ơn. Nè em. Ủa, vậy ngày mai em gái có đi bán không? Đi chứ, không đi lấy gì ăn. Nếu vậy, anh sẽ đến tìm em. Của anh nhiêu tiền vậy em? Không cần, không cần. Coi như là đền ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi tên đuông đi. Ê, tôi mời. Không được, đồ em buôn bán mà, anh phải trả chứ. Anh đến từ Bangkok đúng không? Ở đây không giống với Bangkok đâu anh. Dù chúng tôi có nghèo tiền nghèo bạc, nhưng không nghèo tấm lòng. Em ơi. Đây nè. Cảm ơn anh.
Anh tên là Mường Manh. Em gái xinh đẹp đây tên là gì vậy? Dạ, em tên Keo. Keo. Sa chết. Ê, trời ơi, Sa chết ơi. Bữa nay đâu ra thói quyến rũ người khác vậy hả Keo? Chị nói cái gì vậy Sa chết? Ai quyến rũ ai chứ? Mày không cần phải ra vẻ ngây thơ như vậy đâu. Ta tự biết, ta tự thấy, không cần ai nói đâu. Thứ con gái như mày rồi cũng đi kiếm trai mà thôi, lẳng lơ như hồ ly tinh, chữa quan để một bầy con. Tôi cũng không biết ai lẳng lơ hơn ai. Tôi chưa từng có chữa, cũng chưa từng có một bầy con giống như chị. Con Keo, bữa nay mày dám chửi tao vậy hả? Trời ơi, sao chết ơi. Chị sao chết? Tỉnh đi mà. Đánh tôi như vậy. Đừng có đánh nữa. Quỷ gì mà đánh đi. Lại đi nè. Làm gì em vậy hả? Bình tĩnh đi. Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Dừng tay lại hết con. Cái gì vậy hả? Mẹ, con chưa từng coi nó là em của con. Sao sống chung một bầy vậy? Vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, lại vừa tốn cơm nữa. Mẹ làm như nhà mình giàu lắm vậy đó. Ngậm miệng lại. Mày còn mở miệng nói bậy nữa là tao tát cho tỉnh bây giờ. Coi trong nhà còn việc gì thì mau mau mà đi làm đi, nhanh lên, dọn dẹp hoặc là chăm con đi. Đứng lờ ngỡ đó làm gì? Bồng con mày đi. Dạ. Ba bồng con nha con. Thương. Tao chán tụi mày quá trời ơi. Mẹ, con không phải con của mẹ đúng không? Từ nhỏ đến giờ chị Sa Chít chưa từng đối xử tốt với con. Mẹ trả lời con đi, con không phải là con của mẹ đúng không? Trời ơi, mày hỏi cái gì mà hỏi hoài vậy hả Kéo? Sàn nhà này mày mau lau cho xong đi, rồi còn chuẩn bị đồ để mai bán nữa. Còn quần áo trong phòng mày cũng đem đi giặt đi. Nè nè, mày đừng có làm cái bản mặt đó. Tao nè, cực khổ tới mức nào mới nuôi được mày lớn như vậy hả? Tụi mày đừng có suốt ngày cắn nhau để tao giải quyết nữa. Biết xấu hổ với hàng xóm chút đi. Mày múc nước xong chưa? Sa Chít muốn ăn chẹo khoai tao. Mày chạy ra chợ mua về cho nó ăn liền đi. Còn không chịu đi nhanh lên đi, đứng trơ mặt ra nữa hả? Chừng nào mới được ăn đây? Chợ mà đóng cửa là tao cho mày ăn đòn đó. Cơm chín chưa? Tao kêu mày nấu từ chiều, tại sao mày không nấu hả? Nè, lấy nồi đặt lên bếp được rồi đó. Rồi chừng nào mới được ăn đây hả? Rồi đó, bưng lên đi. Mày muốn ăn ở đâu thì đi đi, đừng có cản đường tao. Sa Chít ơi, đói bụng chưa? Qua đây ăn cơm với mẹ nè. Hôm nay còn có cá thu nữa đó, nhìn ngon quá trời nè. Ui, nóng quá. Được rồi, để mẹ làm cho. Keo à, sao con lại ngồi khóc ở đây vậy? Hả?
Dạ, bụi bay vào mắt thôi, chứ con đâu có khóc đâu. Nè, con đừng nói dối qua mặt người lớn như vậy chứ Keo. Con chỉ thắc mắc là con có phải là con của mẹ con hay không? Con đừng có tủi thân nữa Keo à. Không có cha mẹ nào mà không thương con hết á. Keo, nhớ kỹ lời của bác Uông đây. Là phụ nữ phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Người tốt lại có da dẻ mặt mũi phúc hậu như vậy, không lâu nữa vận may sẽ đến thôi. Vận may gì chứ bác Uông. Chỉ cần bác Uông và bác Liêm đến đây chơi là cũng đủ làm cho Keo cười rồi. Cảm ơn hai bác, bác Uông, bác Liêm. Keo xin hứa sẽ làm nhiều việc tốt hơn, làm việc nặng hơn. Keo nhất định sẽ làm cho mẹ của anh tha. Thương Keo giống như thương chị Sa Chít vậy. Lần sau đừng có buộc miệng nói mấy lời đó trước mặt con Keo nữa. Con sai chỗ nào chứ? Keo không phải em gái của con, nó không phải con của mẹ mà. Tao đã nói là mày im miệng lại rồi mà. Mày có nghĩ tới nếu như sự thật chuyện con Keo còn sống truyền tới tai của ngài Narenthorn thì cả nhà sẽ gặp rắc rối không? Cầu trời Phật, cầu mong sự thật sẽ không bị truyền tới tai của ngài Narenthorn. Cầu mong ngài ấy sẽ nghĩ rằng con Keo thật sự đã chết từ nhiều năm trước. Xin trời Phật phù hộ, mô Phật. Kumi Alpha, tỉnh Chiang Mai. Lần sau không chỉ là chân đâu, tao sẽ bắn vô đầu mày. Xin lỗi ngài, để sau tôi không dám ăn trộm nữa đâu mà. Lôi hắn đi mau. Dạ. Dạ. Dạ thưa ngài, giá điều của chúng ta từ trại gỗ báo tin khẩn cấp về đây. Chuyện gì? Tôi điều nhận được một điện báo từ Pháp tới. Bây giờ hắn chuẩn bị xuống Bangkok rồi thưa ngài. Hắn nhận điện báo từ Pháp sao? Hắn ta đã mấy chục năm rồi không rời khỏi trại gỗ Mi An Pha đó. Bây giờ hắn tới Bangkok một mình. Tôi nghĩ chắc là có chuyện gì đó. Nè sứa, đi giải quyết tên điêu đi, đừng để cho hắn đặt chân vào Bangkok. Rõ thưa ngài. Còn cậu nữa Kha Tron, lập tức đi Bangkok. Tôi chắc chắn anh Waraman và con chiếc cha nóc hiện giờ đã quay trở về Thái Lan rồi. Dạ đó thưa anh. Sakhon Nawan, 38 km. Trạm kiểm tra. Biển số xe trùng với biển số ông chủ báo. Phải ra tay ngay bây giờ. Trung sĩ, kiểm tra. Xin chào. Dạ.
cho tôi kiểm tra bằng lái. Dạ được. Thằng Sứa. Dạ xin lỗi. Có người phát hiện rồi. Giết hắn ngay. Giết thằng Điêu. Dạ. Bắn hắn đi. Đừng để hắn thoát. Đi đuổi theo. Đuổi theo. Đem xe qua. Đuổi theo nó. Đừng để thằng Điêu trong lớn. Bỏ lên bắn đi. Đuổi theo nó đi. Nhanh lên. Dạ xin chào. Bác đến tìm mẹ của cháu hả? Mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ. Có người tới tìm mẹ nè. Trời ơi, mày làm cái gì mà kêu tao giật ngược giật xuôi vậy hả? Ủa, cậu Băng Phốt tới. Cậu Băng Phốt tới rồi. Dạ. Chúng tôi xin cúi đầu chào cậu Băng Phốt. Dạ, xin cúi đầu chào cậu Băng Phốt. Dạ, năm nay thất bát, ruộng nương không thu hoạch được bao nhiêu hết. Dạ, chúng tôi rất khó khăn. Cả nhà phải làm việc vất vả ngày qua ngày để trả nợ. Đi bắt hàng đi kêu. Dạ. Tên Keo hả? Dạ. Thưa cậu, nó là con gái của tôi. Nhớ rồi. Lớn thành thiếu nữ rồi. Còn xinh đẹp nữa. Đi bán hàng đi Keo, nhanh lên. Gánh nổi không? Nhanh lên đi. Giúp em ấy đi. Chậm chạp quá. Có chồng con chưa? Dạ, dĩ nhiên là chưa rồi. Đẹp người lại đẹp nết. Tôi không để con mũi nào lại gần hết. Ơi, nếu như cậu Ban Phốt muốn có thêm một người hầu quét dọn, lau chùi phòng ngủ thì tất nhiên không ai khác ngoài em Keo xinh đẹp của Sa Chít rồi. Con bé sẽ tận tâm phục vụ cậu, không khiến cậu phật ý đâu. Cái gì vậy hả? Thằng Miên hả? Chắc là thằng đen nó quậy thôi. Vậy hôm nay tính sao? Dạ, nếu như cậu Banh Phốt không bận tâm thì chúng tôi muốn gửi con bé Keo tới làm việc để trả nợ hoặc để làm người ở. Hay cậu muốn nó làm gì cũng được hết. Tôi đảm bảo là nó sẽ làm mọi thứ để cậu hài lòng. Xin cậu hãy đồng ý nhận em Keo. Khách sạn Grand Ayutthaya. Mường Man, hành lý của cậu đâu? Không về hả? Tôi trả tiền phòng rồi, tôi ở lại thêm đêm nữa.
Hả? Vậy không phải cậu hứa với bà của cậu rằng trong hôm nay sẽ quay về sao? Bộ trước giờ mấy cậu không biết chữ cháu trai yêu quý của bà hay sao? Chỉ cần tôi quay về nói chuyện nhõng nhẽo một chút, bà sẽ hiểu cho tôi thôi. Vậy cậu ở lại đây để làm cái gì chứ? Hả? Hôm nay tôi sẽ dẫn hai cậu đi gặp em gái bán hàng xinh đẹp của tôi, người tôi kể hôm qua đó. Của tôi. Đi không hả? Dĩ nhiên là đi. Cất hành lý đi. Đi thôi. Đi liền hả? Cất hành lý mau lên. Hành lý thì sao? Gửi đồ lên đi. Em ơi. Cơm cà ri đến rồi đây. Cơm cà ri đến rồi đây. Ai đang chờ cơm cà ri thì mau đến đây đi. Cơm cà ri đến rồi. Mọi người ăn cơm cà ri đi. Cơm cà ri đến rồi đây. Đến rồi đây. Cơm cà ri đến rồi đây. Cơm cà ri đến rồi đây. Bác ơi, cơm cà ri đây. Chờ cháu một chút sẽ có cơm ngay nha. Mời vô. Hôm nay ngon lắm đó. Đi nhớ viết thư về nha. Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Đi thôi. Từ từ thôi nha. Bác ơi, cơm cà ri đây. Chờ cháu một chút nha. Cậu ơi, ghé coi thịt đi. Thịt còn nóng luôn nè. Đảm bảo tôi ngon nhất chỗ này đó. Bỏ lên, bỏ lên. Cái cầu này là cái gì vậy? Lẹ đây. Đi xong nhìn đường nhìn xa gì hết trơn kìa. Bác nhìn đây nè, cơm cà ri còn nóng hổi luôn. Bán cho tôi hai cái bắp cải đi chú. Hôm nay bác ăn nhiều cơm không? Để cháu lấy cho. Cháu nấu cơm cà ri đây, ngon quá. Cơm của bác đây. Ghé mua rau đi cô. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Đứa nhỏ không cẩn thận lại chạy đi đâu vậy? Mà đụng trúng người ta. Chạy đi đâu mà bắt dữ vậy? Trời ơi, chạy đi đâu mà chạy đi đâu vậy? Đâu kỳ cục thiệt chứ. Mau tìm xung quanh đi. Kìa, tiểu thư kìa. Cái gì không biết nữa hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, mắc đâu vậy mấy ông ơi? Chạy xe kiểu gì kỳ vậy? Nè. Hôm nay đi đâu chợ rồi, mua tới được chưa? Chỗ này bán hàng vô cùng xinh đẹp của cậu đâu? Hôm qua bán rồi. Ở đây nè. Tôi đói rồi. Tới chưa vậy? Ê, nè, phải người đó không? Trời ơi, cậu thích phụ nữ bằng túi mẹ luôn hả? Không, không phải đâu. Đói thì đi kiếm cái gì, lót dạ trước đi, đi. Được. Nè, nè, hạt dẻ kìa. Hạt dẻ nữa hả, sáng chơi. Tôi thích được không? Được rồi. Hạt dẻ đây. Lấy cho con một túi. Đợi thôi. Ngon lắm. Anh ơi, dạ. Cho tôi một ly cà phê đen nha. Hạt dẻ không? Nè, giúp tôi một tay khiêng hàng qua đó đi. Cẩn thận nha. Kêu. Hả? Bên kia bán trái cây kìa, ghé qua mua. Ồ, giờ thấy cái đẹp một chút là chạy theo như vậy luôn hả? Có phải cô gái bán hàng xinh đẹp không? Không phải. Ai bán hàng mà ăn mặc kiểu đó? Nè, làm gì vậy? Thôi, đi. Lấy tôi 2 ký này đi. Tránh đường. Sân bay Bangkok 2 giờ trước.
Xin cô chờ một chút, xe đang trên đường đến rồi. Cô Chichanok, chú Điêu đâu rồi? Bắt lấy tiểu thư. Ôi da. Nè, theo tôi. Tránh ra. Tránh ra coi. Mau trốn đi. Mau trốn đi. Buông ra. Tiểu thư đâu rồi hả? Vẫn chưa tìm thấy nữa. Cô ta muốn quay về từ Pháp thôi, chứ không biết gì đâu. Không, mày không biết hả? Mày còn dám nói vậy nữa hả? Mày có biết tiểu thư đó là ai hay không? Nói thề lắm, sao mất được hả? Mau đi tìm nó đi. Là nó. Nhảy lên. Ga Đông Muang. Tụi bay nhanh lên. Nhanh lên coi. Điểm đến của chuyến tàu này ở Ayutthaya. Tụi bay chia ra tìm đi, nhanh lên. Tiểu thư. Ôi à. Trời ơi, sao cô gái đó còn chưa tới nữa? Tôi nói sắp xỉu rồi đó. Ôi, đi kiếm đồ ăn đi. Cậu định ăn gì? Sắc chơi. Cái gì cũng được, miễn là không phải hạt dẻ. Vậy ăn cà ri. Ôi, đi. Đi, tôi biết quán này rất ngon. Để tôi dẫn cậu đi. Đi, mau đi. Đi thôi. Đói bụng quá.
Ừ. Keo đi trước nha, hai anh chị. Ừ. Bán hết rồi, hôm nay chắc mẹ em sẽ rất vui. Làm ơn trái đường. Trời ơi, dưới nước kìa gì vậy? Ủa Keo, bán hết rồi hả? Dạ hết rồi anh, ngày mai anh ăn ủng hộ em nha. Mai em sẽ đem phần cho anh nha. Khách sạn Ayutthaya. Nếu có người hỏi thông tin của tôi thì tuyệt đối không được nói. Nước Pháp một tuần trước. Con đừng nghĩ đến chuyện quay về Thái Lan nữa được không, chết cha nóc. Nước Pháp không phải nhà chúng ta. Nhưng con lớn lên ở đây, con đã ở đây từ khi còn nhỏ mà. Nhưng mà đối với con, nhà của chúng ta chính là Khương Mi An Pha, nơi đó có mẹ. Không có mẹ nào ở đây hết con gái. Mẹ của con đã qua đời khi con sinh ra. Suốt 20 năm qua con đã từng tin tưởng tất cả những lời ba nói, cho đến khi có người nói nhìn thấy mẹ vẫn còn sống. Ba đã dẫn con trốn thoát khỏi kẻ hiểm nguy như Narenthorn đến tận đây. Ba sẽ không để con mạo hiểm quay về vì mấy tin đồn nhảm nhí đó. Vậy con sẽ tự mình chứng minh chuyện mẹ chưa chết là sự thật. Ba cứ chờ mà xem. Mẹ, mẹ hãy chờ con nha. Dù có mạo hiểm ra sao, con cũng sẽ tìm ra mẹ. Thu hoạch, mùa thu hoạch đến rồi, xin đừng lưỡng lự, không thì lưỡi liềm sẽ cắt trúng ngón tay em đây. Thu hoạch, mùa thu hoạch đến rồi, xin đừng lưỡng lự, không thì lưỡi liềm sẽ cắt trúng ngón tay em đây. Thu hoạch. Ơi, là anh hả? Phải gọi anh Mường Manh mới đúng. Chúng ta biết nhau rồi mà. Anh đến để ăn cơm cà ri nữa hả? Cơm cà ri hết rồi, không còn gì nữa đâu. Em bán hàng nhẫn tâm thiệt nha, để khách hàng phải ngồi chờ. Anh đến chờ Keo thật hả? Phải, anh đến chờ Keo. Anh cũng có dẫn bạn tới chờ ăn cơm cà ri của Keo nữa, nhưng Keo lại không đến. Nè, mấy đứa chạy cẩn thận nha, té xuống nước bây giờ đó. Nhìn ngon ghê á chị. Chị bán lâu rồi hả? Lần sau em sẽ ủng hộ chị nữa. Đây, cảm ơn chị nha. Cảm ơn cậu. Ăn thôi. Bộ anh ở Bangkok không có hủ tiếu ngon để ăn hay sao? Có chứ, nhưng mà không ngon bằng ngồi ăn với Keo. Con trai Bangkok miệng lưỡi ngọt quá ha. Miệng ngọt từ tấm lòng chân thành, không tin có thể thử nha.
nay Keo cứ ăn thoải mái đi, để anh mời cho. Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta. Bà chủ ơi, hôm nay em bao hết đó nha chị. Trời ơi, anh bao hết luôn sao? Ừ, Keo ăn không hết đâu. Nếu ăn hết thì sẽ thành con heo béo ú luôn đó. Không sao đâu, để anh thành heo chung với Keo. Ai cứu với, làm ơn cứu với, làm ơn cứu em con với. Em con bị té xuống nước rồi. Ai biết bơi không, cứu em con với. Em con không biết bơi. Có người té xuống nước kìa. Chị tới rồi. Nè Kêu, anh đỡ lấy bé trước. Đây. Đây. Cẩn thận đó. Cẩn thận. Con trai, con có làm sao không? Có đau chỗ nào không con? Từ từ nha. Có bị sao không con? Cảm ơn chị nha. Có sao không con? Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không sao đâu chị, đừng quậy nữa nha. Bạn nhỏ. Được rồi, bảo cảm ơn chị đi. Cảm ơn đi. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Dạ, nha. Không có gì. Có cái gì dính trên mặt em? Nè, Keo có sao không vậy? Keo không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. May thiệt nha, nhờ có Keo ở đó nên đứa nhỏ mới được cứu. Ai nhìn thấy cũng sẽ giúp thôi. À, Keo. Keo bỏ xuống đi, để anh gánh cho em. Thôi không sao đâu mà, Keo không mệt đâu, ngày nào Keo cũng gánh mà. Tối nay có lễ ở chùa, Keo đi với anh nha. Keo không đi được đâu, Keo phải chuẩn bị đồ bán nữa. À, Keo, vậy thì anh sẽ ở lại đây chơi. Anh mau quay về Bangkok đi, đừng ở đây nữa. À, Keo, Keo. Keo nghe anh nói đã. Anh chỉ muốn làm quen để kết bạn với Keo, không hề có ý xấu hay có ý gì không tốt hết. Anh thích người vui vẻ và chân thành giống như Keo vậy. Ừ, anh nói chuyện cũng rất vui. Nhưng Keo phải đi bán hàng nữa, chúng ta chỉ nên gặp nhau ở chợ. Bây giờ Keo phải về nhà rồi. Keo à, đừng có đi theo tôi nữa được không? Anh sẽ khiến tôi gặp rắc rối đó. Để tao rửa giùm mày hết cho Keo. Không sao đâu chị Sa-chít, chị lên với chồng con chị đi. Đã nói hôm nay tao phụ cho mà. Không sao đâu, để em tự đã làm nói mà. Là để tao rửa cho mà. Trời để em tự ơi, làm cho vậy đó. Trời từ ơi. Giờ trở đi mày không cần phải làm cái gì nữa hết á. Cứ để Sa-chít làm mọi thứ thay cho mày. Làm đi. Tránh ra. Để em giúp gánh cho. Không cần, không cần đâu. Ừ.
Sa Chít, đứng ngờ ra đó làm gì vậy? Mẹ đưa đồ trà cho con. Mẹ ơi, con đau quá. Đau quá, đủ rồi mẹ. Cha mạnh như vậy đau quá. Mày đừng có nhúc nhích nữa. Đau quá, cha mạnh như vậy làm gì? Mày không cần phải hỏi. Nè, Sa Chít, mày trà tiếp đi. Tao mệt muốn xỉu rồi đây nè. Thôi, đủ rồi, đừng trà nữa mà. Không trà nữa đâu. Đi đâu đó, ngồi xuống. Đừng có bướng bỉnh nữa. Mẹ ơi, đau quá. Đau mày quá, ngồi mẹ yên ơi. Có được không hả? Mẹ cứ cửa quẩy làm tao cũng mệt theo đó. Trời ơi, mẹ ơi, đừng có trà nữa. Trà làm gì vậy hả mẹ? Đừng có trà mà. Ôi, sắp tróc già còn hết rồi. Trà tiếp đi Sa Chít. Đủ rồi mà mẹ. Trà bên đây nữa nè. Mẹ Sa Chít. Ơi, keo. Anh vô đây là gì á? Anh cảm thấy tội nghiệp cho Keo mà thôi à? Tại sao anh lại tội nghiệp cho em chứ? Keo, em không biết vận mệnh của bản thân mình hay sao hả? Nếu như anh biết thì anh nói ra đi. Anh ấp a ấp úng như vậy làm gì em hả? Em sắp bị bán đi rồi đó. Ai bán? Bán đi đâu chứ? Có gì tối hôm nay nói tiếp. Gặp ở nhà kho. Nói cái gì vậy hả? Chuyện là anh tới để lấy cái đèn pin này nè. Mẹ nói ngày mai mày không cần đi bán. Trời ơi, nếu không đi bán thì lấy tiền đâu ra hả chị? Trời ơi, đã nói là không cần đi bán thì đừng có đi. Còn đứng đó hỏi nữa, nó hoài mệt quá à. Đẹp quá hả? Qua bên kia đi, kia xem thử đi. Xong rồi đẹp. Đẹp quá hả? Qua bên kia xem thử đi. Dạ con thử rồi cô ơi. Qua bên kia xem thử đi. Tôi đổ qua đi chứ đồ ăn trước đã. Dạ con xin phép đi trước. Xin lỗi thầy. Nè, để tôi với. Cái điện thoại bị cô lắm đó nha. Lấy đi. Dạ cháu đợi. Dạ cháu xin thầy. Có kìa. Tình hình hả? Qua bên kia xem đi. Này, sắp chân tôi lo cậu kìa. Muốn gì vậy? Lấy cho tôi hai sau đi. Lấy cho tôi hai sau đi. Qua bên kia đi. Đi. Thơm quá vậy chứ. Ôi trời ơi. Ngon quá. Cái này là món yêu thích của tôi đó. Một túi một bạc. Dạ, lấy ba túi nha. Dẫn tôi mời, tôi mời cho. Nè, cầm lấy đi. Lấy cho tôi thêm gói này đi. Bắt đầu đi. Dẫn tôi mời. Nè, chạy tôi với à. Trời ơi, đẹp quá. Lên. Tôi xíu chỗ này cho anh kiếm chỗ ngồi đi. Đây ngồi nè con. Hay quá. Lớn tiếng quá rồi. Khoái ra mặt luôn kìa. Wow. Cẩn thận, mương mang. Hay lắm. Trời ơi.
Trời, chết rồi. Có dao kìa. Trời, chết rồi. Trời, chết rồi. Có dao kìa. Mau dẫn tay lại. Cảnh sát tới rồi. Trời ơi. Mừng Mang đi đâu rồi ta? Không biết. Hay là cậu ấy chạy trốn rồi. Chúng ta đi thôi. Đi. Cảnh sát tới rồi. Bắt hắn đi. Thôi về đi. Chạy bóng tiêu rồi kìa. Giải tán đi. Thằng ngoại tỉnh, mày chết đi. Cái này đẹp. Bạn đã mất rồi. Lấy đi. Khốn kiếp. Chúng dẫn người ta đánh đốc chúng ta. Quay về tập hợp ở khách sạn thì hơn. Vậy Mường Mang thì sao? Cậu ấy giỏi mà. Cậu ấy sẽ sống sót thôi. Còn lại tôi với cậu nè. Tôi không muốn trở thành ma ở đây đâu. Đi. Biến đi đâu rồi? Mới thấy ở đây mà. Biết giật mình của bản thân mình hay sao hả Keo? Nếu anh biết thì anh nói ra đi. Anh nấp áp úng như vậy làm em gì hả? Em bị bán đi rồi đó Keo. Ai bán? Bán đi đâu chứ? Có gì tối hôm nay nói tiếp. Gặp ở nhà kho nha. Miên ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng đi. Cứu tôi với. Ai vậy? Anh Miên hả? Cứu tôi với. Anh Miên hả? Trả lời đi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Trả lời đi. Không là tôi làm thật cứu đâu. Tôi sẽ không. Kêu. Anh Mừng Mang. Anh Mừng Mang. Anh đang chảy máu kìa. Tôi bị người ta đâm. Trời ơi. Anh đứng dậy nổi không? Được rồi, để tôi đưa anh đi tìm bác sĩ. Trời ơi. Anh Mừng Mang. Anh có nghe tôi nói gì không anh Mừng Mang? Đi đâu vậy? Tại anh quên
không biết đóng cửa chuồng trâu chưa nữa. Sao lúc chiều anh không đi kiểm tra? Thì giờ anh mới nhớ ra nên đi ra ngoài kiểm tra nè. Em hỏi đàng hoàng sao anh khó chịu quá vậy? Bộ hẹn với ai hả? Hẹn với ai chứ? Nhiều chuyện quá trời luôn rồi. Thôi mệt quá không có đi nữa. Nếu bị mất trâu thì đừng có đổ thừa anh nghe chưa. Tôi đến rồi, anh Mừng Mang. Chờ chút nha. Lá cây yên bạch nếu như được nghiền nát thì có thể chặn vết thương lại và ngăn máu chảy. May mà tôi có trồng ở phía sau nhà. Đây. Ôi, máu chảy không ngừng. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Kêu, làm sao đây? Đúng rồi, lấy khăn trùm. Lấy khăn trùm ngăn máu chảy. Cố gắng lên. Anh nằm xuống được rồi. Đau lắm hả? Anh cảm ơn Keo nhiều nha, vì đã không bỏ mặc anh. Người sắp chết ở trước mặt, nếu Keo không cứu thì sao xứng đáng làm người nữa. Anh Mừng Mang phải mau chóng tới bệnh viện, nếu không tình trạng sẽ tệ hơn. Đứng dậy nổi không? Bạn anh đang chờ ở khách sạn. Từ từ thôi. Đặt tay lên vai tôi. Đi thôi. Nổi không đó? Đi nổi chứ. Lỡ bạn của anh trốn về Bangkok hết rồi sao? Anh đã từng nói nếu như có chuyện gì thì tập hợp ở khách sạn. Nếu vậy anh cứ đi dọc theo con đường này, đến cuối con đường thì anh rẽ phải rồi cứ đi tiếp, sau đó anh sẽ nhìn thấy khách sạn. Keo, từ giờ anh nợ Keo một mạng. Anh cũng từng cứu Keo mà. Chúng ta không nợ nần gì nhau hết. Có chứ. Hai chúng ta sẽ mãi mãi nợ nhau một hy vọng tốt đẹp. Keo, em đang đâu vậy hả? Keo ơi, Keo phải quay về rồi. Sợ người trong nhà nhìn thấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau Keo. Thôi, Keo đi trước nha. Keo ơi, Keo, em đang đâu vậy hả? Anh tới rồi nè Keo. Keo, Keo, em đi đâu vậy hả? Làm anh tìm nãy giờ luôn á. Anh có gì muốn nói thì nhanh lên đi, em còn phải lên nhà nữa. Anh sẽ dẫn em đi trốn đến Phát Hai. Anh đang nói cái gì vậy anh Mi? Keo ơi, mẹ bán em rồi Keo ơi. Mẹ bán em cho Bang Phốt, chủ của cái ruộng này nè, để trả hết nợ lẫn lãi, còn cho thêm 10.000 bạc nữa.
ông ban phố sẽ đến nhà đón em vào ngày kia. Nên mẹ bắt em tắm rửa chà người đó, và không cho em đi bán hàng nữa, biết chưa Keo? Không thể nào. Anh nói thiệt đó Keo à? Em không có tin đâu. Là thiệt mà Keo. Anh rất yêu em Keo. Yêu rất nhiều. Anh sẽ không để cho mẹ bắt em bán cho tên nhà giàu khó ưa đáng ghét ở đâu Keo à. Keo, em trốn với anh đi Keo. Anh ráng làm gì kiếm tiền nuôi Keo được không? Anh nói điên khùng cái gì vậy? Tôi không đi đâu với anh hết. Keo, tin anh đi mà. Khoan đã, Keo. Keo. Anh Miên à, anh mau buông tôi ra đi. Keo. Anh đi đâu vậy? Anh Miên, anh buông tôi ra đi. Anh thật sự yêu em mà Keo. Keo, anh yêu em Keo à? Anh yêu em từ lâu rồi Keo. Anh yêu em từ lâu lắm rồi Keo à. Hãy tin anh đi mà Keo, anh yêu em mà. Anh thật sự rất yêu em. Anh Miên, anh định làm gì tôi hả? Là thiệt đó Keo. Anh yêu em từ lâu lắm rồi Keo à. Anh Miên, anh đừng làm gì tôi nha. Keo. Keo bình tĩnh đi Keo. Em bình tĩnh lại Keo à. Bỏ dao xuống đã Keo. Nếu như anh tiến lại gần Keo, em muốn thành vợ của thằng cha già khó ưa đó hay sao hả Keo? Anh Miên, buông dao xuống đi Keo à. Buông dao xuống. Anh Miên. Nè Keo, em bình tĩnh đã. Đứng yên đi. Anh sẽ lo tất cả mọi thứ cho em mà Keo. Mẹ ơi. Hey, nè Keo. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Mau buông tôi ra. Anh Miên. Buông tôi ra. Yeah, Keo. Buông ra. Keo, bình tĩnh đi Keo. Buông ra. Ui da. Keo ơi. Keo ơi, đứng yên. Buông tôi ra. Anh Miên, mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi, buông ra. Im lặng Keo. Anh sẽ lo cho em mà. Hãy làm vợ anh đi Keo. Thành vợ chồng với anh nha Keo. Hãy tin anh mà Keo. Ui da. Mẹ của tao. Mày. Cứu tôi với. Im lặng. Anh Miên dừng lại. Cứu tôi. Là đó rồi. Đừng chống cự nữa. Đi. Đừng chống cự nữa mà. Đi. Buông ra. Mẹ. Mẹ. Cái gì? Mẹ ơi. Mày bị gì vậy hả? Làm gì vậy hả Sachit? Tao đang ngủ ngon lành nè. Mẹ, anh Mi đi mất tiêu rồi. Con Kèo cũng không có ở đây luôn. Chắc chắn con Kèo lén lút quyến rũ chồng của con đó. Mẹ, mẹ phải giải quyết liền cho con. Nếu cây vàng cây bạc của tao mà bị làm sao á, thì chồng của mày không có yên với tao đâu. Anh Mi. Kèo. Anh Mi. Anh Mi. Anh Mi, tôi xin anh đó. Xin anh đừng làm gì tôi. Tôi xin anh đó. Anh Miên, làm ơn đi. Anh đừng làm gì tôi. Làm vợ anh nha Keo. Anh đã chờ nhiều năm rồi. Anh Miên. Anh hứa sẽ cho em cuộc sống đầy đủ mà anh Keo. Anh Miên, đừng làm gì tôi mà anh Keo. Miên. Làm ơn. Bình tĩnh đi, không sao đâu mà Keo. Anh Miên. Anh Miên, anh đừng làm gì tôi thôi mà anh Miên. Thôi mà Keo ơi, không sao đâu mà. Một chút thôi. Một chút thôi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em mà. Anh sẽ yêu thương Keo suốt cuộc đời này. Ha. Ôi, ơi, anh Miên, nhầm im. Ôi, Keo, anh mượn mang, mày xí vào chuyện này làm gì hả? Ôi, Keo. Anh mượn mà. Keo không sao đó chứ? Anh vẫn chưa đi sao? Keo an toàn là tốt rồi. Anh mượn mà. Mày hả? Anh mượn mà.
Mày là ai hả? Hả? Anh Mừng Mang, mẹ tìm anh Miên về cho con đi. Cái gì cũng tới tay tao hết trơn à. Mẹ, cháy rồi. Cháy rồi mẹ ơi. Mẹ. Con Kẹo có ở trong không? Anh Miên thì sao hả? Anh Miên có trong đó không hả mẹ? Chồng con có trong đó không mẹ? Mày chỉ biết lo cho chồng thôi à. Đi coi nhà kho đi. Lẹ lên. Mẹ. Mày muốn gì? Là anh Hùng hả? Hả? Muốn chết hả? Hả? Anh Miên. Mày Kẹo. Kẹo buông ra. Cẩn thận Kẹo buông ra. Anh Miên cũng đừng làm hại anh ấy mà. Đừng mà. Mày buông. Buông tao ra coi. Kẹo. Kêu. Mày hả? Mày hả? Anh Mừng Mang. Mày hả? Mừng chết hả? Đáng sống nè. Kêu. Anh Mừng Mang. Mày muốn chết đúng không? Hả? Mày muốn chết chứ gì? Cẩn thận Kêu. À! À! Kêu. Mày giết tao. Kêu. Mày dám đâm tao. Anh Miên. Hắn chết rồi Kêu. Anh Miên chết rồi. Anh Miên chết rồi. Anh Miên chết rồi. Anh Miên chết rồi. Anh Miên. Anh Miên chết rồi. Kêu à, không phải. Kêu. Không sao. Không sao đâu Kêu. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao đâu mà. Không sao đâu Kêu. Kêu. Không sao. Kêu. Không sao đâu mà. Chính hành động của hắn đã tự giết chết hắn. Kêu không có giết ai hết. Kêu chỉ tự vệ thôi. Kêu. Chúng ta phải đi thôi Kêu. Đi. Đi thôi. Anh Miên. Anh Miên. Kêu, không sao đâu. Đi nhanh trước đã. Anh Mừng Mang. Anh Mừng Mang. Không sao. Đi thôi Kêu. Kêu không thể bỏ mẹ lại được. Dù mẹ bán Kêu cho ông Ban Phút, nhưng mà Kêu cũng không thể bỏ rơi mẹ được. Kêu, đừng sống trong địa ngục mà người khác ban cho. Đi. Kêu không còn người thân nào khác. Kêu không biết phải đi đâu hết. Kêu, đi bằng tóc với anh đi. Hai chúng ta nợ nhau một hy vọng tốt đẹp mà. Anh sẽ chăm sóc cho Kêu. Kêu. Anh Miên. Kêu. Anh Miên à. Mẹ đâu anh rồi? Miên đâu rồi? Kêu. Đi. Kêu. Kêu à. Đi thôi. Đi. Đi thôi Kêu.
Kêu à? Mày có ở trong không? Anh Biên, tìm chồng cho con đi mẹ. Mày chỉ biết tìm chồng thôi hả? Anh Biên, kêu. Anh Biên. Chú Điêu nè. Chú Điêu sao? Phải. Cẩn thận. Sao chú Điêu tìm được nóc hay vậy? Tìm được thế nào không quan trọng, nhưng tiểu thư biết không, ba của tiểu thư rất lo lắng. Thư từ Thái Lan sao? Người này là chú Điêu, cũng chính là em trai nuôi của mẹ hả? Gửi anh Waterman yêu quý, tôi biết được anh và tiểu thư Nóc đã bắt đầu một cuộc sống mới vô cùng hạnh phúc ở Pháp. Nhưng Khmer Alpha vẫn đầy hỗn loạn anh Waterman à. Ngài Narethon nắm toàn quyền kiểm soát. Tôi đã cố gắng điều tra xem thử chị Noi đang bị bắt hay sự thật đã chết rồi. Tôi nghe thấy nhiều dân làng nói là đã từng nhìn thấy vợ của anh ở Khmer Alpha. Điều Hasachai. Mẹ mình vẫn chưa chết. Cậu Điêu à, cậu Điêu, có điện báo tới. Bức thư của chú Điêu khiến Nóc quyết định quay trở về để tìm mẹ. Chú Điêu là người duy nhất mà ba tin tưởng, nên Nóc gửi tin báo cho chú Điêu đến đón ở sân bay. Chết cho Nóc, Khmer Alpha. Vậy tại sao chú Điêu không đến sân bay để đón tôi chứ? Tôi đã cố gắng nhanh nhất có thể, nhưng giữa đường bị chó săn bao vây cắn lén. Bắn hắn! Bắn đi! Đừng để hắn thoát! Hắn trốn thoát rồi! Nhanh lên! Đuổi theo đi! Thuộc hạ của ngài Narenton luôn theo dõi mọi hành động của ngài Waterman và tiểu thư. Trên cái mảnh đất này không ai có thể thoát khỏi đôi mắt của ngài ấy cả. Hèn gì, ba nhất quyết không muốn Nóc quay về chỗ này. Chắc chắn tiểu thư đang ở đây. Tụi bay chỉ nhau ra mà tìm đi. Nhanh lên! Chuyện gì vậy? Tìm ai vậy hả? Tránh ra coi! Anh tìm ai vậy? Tránh ra! Đã từng nhìn thấy người này chưa hả? Nếu như có người đến tìm tôi thì tuyệt đối đừng nói. Chưa từng nhìn thấy. Chưa từng thấy hả? Chưa từng thấy hả mày? Mày chưa từng thấy hả? Mày
Mày từng nhìn thấy người phụ nữ trong hình lúc nãy hay chưa hả? Tiểu thư, tiểu thư à, tiểu thư à, tiểu thư, mau đi thôi tiểu thư, tiểu thư à, tiểu thư, tiểu thư à, có chuyện gì vậy chú Điêu? Bọn chúng đến tận đây rồi, mau thay đồ đi, nhanh lên, kiểm tra phòng tắm đi, kiểm tra ngoài này. Phòng tắm vẫn còn ướt. Chắc tụi nó vừa mới rời khỏi thôi. Đuổi theo. Dạ. Đi nhanh tiểu thư. Đi hả? Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đuổi theo đi. Gần tới rồi. Anh cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nha. Anh Mường Mang, anh chịu nổi không? Chỉ một chút nữa thôi là đến rồi. Anh ráng lên nha. Đi thôi. Kêu xin lỗi. Đi em. Anh từ từ thôi, từ từ thôi. Sao vẫn chưa về vậy? Nè, có biết sao vậy? Nè, Mừng Mừng bị sao vậy hả? Sao vậy? Máu hả? Đây xảy ra chuyện gì vậy? Nè, ngồi xuống đi ra. Ngồi đi, ngồi đi. Ôi trời ơi, cậu bị thương nặng đến như vậy luôn hả? Chúng tôi đã chờ cậu rất lâu. Tôi biết ngay là đã có chuyện xảy ra mà. Trời ơi, cái bọn du côn nó dữ tợn quá. Cậu có kỹ năng giỏi như vậy mà cũng suýt chết nữa. Tôi nghĩ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện đã. Đi đi. Khoan khoan, khoan đã. Keo, keo. Keo đã cứu tôi. Dẫn keo đi theo. Keo. Keo. Bỏ ra. Mừng Mang, kêu. Mừng Mang, kêu. Mừng Mang, Mừng Mang, kêu. 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 Mừng Mang, kêu. Nè, Mừng Mang. Nè, Mừng Mang. Mừng Mang. Mừng Mang. Mừng Mang à, kêu. Mừng Mang. Kêu. Trời, Mừng Mang. Kêu. Kêu. Chịu đổi không vậy? Kêu. Nè, Mừng Mang, chịu đổi không vậy? Hả? Ôi. Trời ơi, máu chảy đầy luôn. Mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Cẩn thận. Nè, từ từ đứng dậy. Kêu. Cẩn thận. Cẩn thận. Lên. Cẩn thận. Cẩn thận. Thank you.
Nghe bác nói từ giờ trở đi con cứ mạnh dạn xem bác Uông và bác Liêm là ba mẹ của con nha, và con thuyền này cũng sẽ là nhà của con. Kêu hai bác không có giàu, nhưng hai bác hứa sẽ luôn yêu thương Kêu như con gái ruột vậy. Nếu khi nào con gặp khó khăn thì đừng quên hai bác. Hai bác hứa sẽ trở thành chỗ dựa cho Kêu. Tiểu thư, tiểu thư, khoan đã, tiểu thư. Tiểu thư định đi đâu vậy? Thì đi báo cảnh sát để họ bắt bọn kia. Tiểu thư, ngài Narenthorn có rất nhiều thuộc hạ trung thành, không thể tin tưởng ai được đâu, cho dù là cảnh sát. Nếu cảnh sát không đáng tin thì dân chúng phải tin cậy vào ai đây? Nè, tôi nghĩ đừng để mọi người biết tiểu thư là ai là tốt nhất. Đây là cái gì vậy cô? Nè, là bánh được làm từ gạo, ngâm nhiều giờ rồi nấu lên, là đặc sản ở đây đó. Cô muốn ăn thử không? Qua đây, qua đây. Đẹp nè quá. Qua bên này nè. Cho tôi một cái nha. Trời ơi, bán nhiều đồ ngon quá à. Mình qua đó coi đi. À, bán cho tôi một phần đi ha. Dạ, ê, cảm ơn. Cảm ơn nhiều nha. Có gì ghé lại ăn đi, ghé ăn đi. Ngon lắm, món này ngon lắm. Món chú Điêu này thiệt là giờ đây. Bên này nè. Ăn sao hết đây. Thơm ngon đây, xin mời, xin mời. Rồi, được rồi, được rồi. Qua đây nè. Bên này dạ, nè. Có liền, có liền. Cô cũng đi đây nữa hả? Đi chứ. Mấy đứa nhỏ chạy từ từ thôi nha. Tôi xin mẹ đó. Đi chứ. Mẹ ơi, cái này đẹp quá, mua cho con đi. Nè nè nè, ăn hết cái này đi. Bên này, bên này, bên này. Rồi mẹ mua cho nha. Dạ rồi, ngồi đây, ngồi đây. Cái này ngon quá. Ngon quá hả? Lần đầu tiên mới thấy luôn đó. Con thích cái này nữa. Mua cho con đi. Con thích con heo màu vàng đó. Ừ, qua bên kia đi, lẹ lên. Đi, đi qua bên kia coi thử đi. Ê, mau qua kia xem lễ hội đi. Tới đây đi. Đúng rồi, lễ hội đông vui lắm. Đi chung với. Nhanh lên, đi đi. Đừng có bỏ lỡ đó. Đúng vậy đó. Nghe nói là sắp bắt đầu múa rồi. Tiểu thư, mau đi theo chúng tôi đi. Bắt tiểu thư lại đi. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao tự nhiên bắt người vậy? Chuyện gì vậy? Sao mà tự nhiên thấy con gái đó vậy? Còn giống cười nữa hả tiểu thư? Đi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Có gì vậy? Nguy hiểm quá. Sao lại như vậy chứ? Không có chuyện gì nữa. Nè. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Tiểu thư. Sao vậy? Vũ gì vậy? Tiểu thư. Gì mà lượt nhau dữ vậy? Đưa cô ta vậy. Trời ơi. Phải đi chỗ khác đi. Gì vậy? Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ xin lỗi nha, tôi chừng nó đường bị lạc đó.
qua đây đi hả? Ngon ghê ha. Được rồi, để ba mua kẹo cho con ăn nha. À, chờ chút nãy mua bên đó sẽ đó. Có kẹo cho con thôi ha. Qua đó mua thêm đi. Xin lỗi. Không có gì.